Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm di trú và cuộc sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Thì nhân dịp đầu năm mới, mình gửi lời chúc bình an, sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui đến tất cả các bạn khán giả thân thương đã xem chương trình của mình. Mong cho các bạn nếu mà có diện định cư đi Mỹ thì sớm thực hiện được ước mơ của mình là đặt chân đến đất Mỹ, đoàn tụ bên gia đình, người thân. Còn những bạn nào vẫn chưa tìm thấy cơ hội định cư ở Mỹ thì sẽ sớm tìm được một cơ hội nào đó để đến miền đất xinh đẹp và nhiều cơ hội này. Ok các bạn, chương trình ngày hôm nay là chương trình đầu năm mới. Thôi thì mình sẽ dành ít phút để trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi email ha và inbox messenger cho mình. Thì nói chung là mình sẽ trả lời những câu hỏi vừa liên quan đến đề tài di trú lẫn đề tài về cuộc sống của Mỹ luôn. Tại vì trước đến giờ thì mình chỉ trả lời những câu hỏi về di trú thôi, phần nhiều là vậy. Và chưa có một chương trình nào mình trả lời câu hỏi về cuộc sống Mỹ hết. Thì hôm nay mình sẽ trả lời những cái tin nhắn đó của các bạn ha. Ok, thì đầu tiên là có một trường hợp hỏi mình về cái vấn đề là người xin tị nạn đến Mỹ, thì bạn đó muốn giải thích cho bạn đó biết là điều kiện gì để được xin đi tị nạn ở Mỹ. Và bây giờ thì dưới thời tổng thống mới Joe Biden thì cái chuyện mà người xin tị nạn đến Mỹ có dễ dàng hơn so với thời tổng thống tiền nhiệm Donald Trump hay không? Ok, thì trả lời cho câu hỏi của bạn có hai phần. Phần thứ nhất là điều kiện gì để được xin tị nạn đến Mỹ. Thì nói về vấn đề tị nạn đến Mỹ thì mình lật lại lịch sử một chút. Khi mà nói đến tị nạn thì rất là nhiều người Việt Nam chúng ta đều biết rằng cái cụm từ tị nạn nó xuất phát từ sau 30 tháng 4 1975 ha. Thì khi đó hai miền Nam Bắc mà theo như mọi người dùng từ là từ thống nhất ha, thì những người mà ở miền Nam Việt Nam khi đó thì họ đã đi theo một số thì đã đi theo những cái chuyến bay của Mỹ để đi sang Mỹ ha, họ được như là cứu vớt để đi sang Mỹ cùng thời điểm năm 75 luôn các bạn. Thì đó không gọi là tị nạn, nhưng mà sau đó, những năm sau đó ha, các năm từ sau 75 trở đi ha, khoảng từ 77 hả, 77, 78, 79 vân vân ha, kéo dài suốt cho đến năm 90 thì những người Việt Nam đã đi vượt biên sang Mỹ ha. Thì những cái người mà đi vượt biên sang Mỹ bằng đường tàu đó các bạn, đường biển đó, thì họ được gọi là những người xin tị nạn chính trị ở Mỹ ha, đi tị nạn chính trị cũng ở Mỹ thông qua Cao ủy Liên Hiệp Quốc. Thì họ được xin tị nạn và không phải chỉ đến Mỹ không các bạn, đến những cái đất nước khác, ví dụ như là Anh, Pháp, Úc, Hà Lan, Canada vân vân ha. Rồi một số rất nhiều người đã được xin tị nạn đến Mỹ thì cụm từ tị nạn xuất phát từ đó. Và cụm từ boat people cũng xuất phát từ đó. Thì sau đó cái danh từ tị nạn này, người tị nạn này đã ít đi và dường như là người ta không có nói đến nhiều nữa. Rồi những năm sau này thì nếu mà có những người nào mà xin đi tị nạn đến Mỹ mà là tị nạn chính trị đó các bạn, thì thường là những người mà chống đối lại chế độ cộng sản ở Việt Nam ha, và họ được gọi bằng cái cụm từ là tù nhân lương tâm, thì họ mới được xin đi tị nạn đến Mỹ. Thì thông thường là theo mình biết á, theo mình đọc tài liệu
thì mình biết là có những người họ bị bắt khi mà họ chống đối về vấn đề các vấn đề như là nhân quyền, tôn giáo, chế độ này kia vân vân ha. Thì khi mà họ bị bắt như vậy họ đi tù luôn, và sau đó thì họ được khi mà họ được thả ra đó thì họ họ xin đi tị nạn, thì họ được nếu mà họ đi liên lạc với lại lãnh sự quán ở Việt Nam ha, đại sứ quán lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam, và họ duyệt cái hồ sơ cho những người này, thì những người này được đi tị nạn thẳng đến Mỹ luôn, có những chuyến bay chở họ đến Mỹ để họ tị nạn luôn. Ok, còn những người nào mà họ không có thông qua được lãnh sự quán, đại sứ quán của Mỹ ở Việt Nam á, thì họ thông qua chương trình của Cao ủy Liên Hiệp Quốc ha, thì đó lại là một dạng khác nữa. Thì tất cả những người này là họ gọi, bây giờ họ vẫn còn được gọi là những người xin đi tị nạn đến Mỹ. Thì đó là cái điều kiện mà bạn hỏi là mình là điều kiện nào để được xin đi tị nạn đến Mỹ, thì mình trả lời như vậy. Phần thứ hai trong câu hỏi của bạn đó là cái việc mà xin tị nạn ở Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden hiện nay nó có khả quan hơn so với dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump hay không? Thì trả lời cho câu hỏi của bạn, mình cũng thông tin đến các bạn một vấn đề mà có lẽ nhiều người cũng không biết, đó là Tổng thống Mỹ họ được quyền đặt ra một cái con số, một cái giới hạn về số lượng người tị nạn chính trị vào Mỹ trong một năm ha. Và cái năm này họ tính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của năm trước cho đến ngày 30 tháng 9 của năm sau. Thì Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã đặt ra một con số là từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì nước Mỹ sẽ nhận 15.000 người tị nạn vào Mỹ ha. Đó là con số tổng số trên toàn thế giới luôn đó các bạn. Còn ông Joe Biden thì ông có một cái plan thôi, chứ chưa hẳn là ra cái đặt ra một cái quy định luôn, một cái luật luôn, nhưng mà ông ra một cái plan thôi, một cái kế hoạch thôi là sẽ tăng con số này lên rất là nhiều ha. Con số người tị nạn này, ông tăng con số người tị nạn mà Tổng thống Donald Trump đề ra là 15.000 người đó, ông tăng lên rất là nhiều. Đó là ông đặt ra một cái con số là từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì nước Mỹ sẽ nhận 125.000 người tị nạn vào Mỹ. Ok, thì nói hai con số này để cho trả lời câu hỏi của bạn là có dễ dàng hơn so với dưới thời Tổng thống Donald Trump hay không về vấn đề chấp nhận cho những người tị nạn vào Mỹ. Thì như hai con số mình đã nói cho các bạn biết đó thì tự các bạn cũng có câu trả lời là mình nghĩ rằng có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn tại vì họ nhận cái con số người tị nạn nhiều hơn ha. Ok, thì đó là câu hỏi đầu tiên của một bạn mà mình thấy là cũng khá là hay, tại vì bây giờ rất là nhiều người muốn đến Mỹ mà thông qua con đường bảo lãnh định cư hợp pháp thì rất là khó, mà đi bằng những con đường du học thì cũng không phải ai cũng có điều kiện đi. Rồi bây giờ thì người ta nói chung là tìm rất nhiều đường ha, đầu tư EB-5 thì cũng phải có vốn liếng mới đầu tư được. Rồi EB-3 thì các bạn phải có kỹ thuật ha, có tay nghề thì các bạn mới đi được. Do đó thì bây giờ họ hỏi đến cái diện là tị nạn ở Mỹ, thì mình vừa giải thích với các bạn về vấn đề tị nạn vào Mỹ. Ok, rồi một câu hỏi về tình hình cuộc sống Mỹ hiện nay ha, dịch bệnh. Bạn đó muốn biết là dịch bệnh hiện nay ở Mỹ cao đến mức độ nào, và có thể có biện pháp để ngăn ngừa hay không, có biến chứng của chủng mới của coronavirus gì đó. Bạn đó nói vậy ha, thì bạn đó nói là tình hình nước Mỹ như vậy ha, bệnh dịch như vậy thì người dân Mỹ họ có chết chóc nhiều hay không. Ok,
thì mình trả lời với bạn là ở nước Mỹ hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang rất là căng thẳng ha, rất là nhiều người vẫn mắc bệnh, nhưng mà cái con số chết nó cũng không có nhiều nữa các bạn, tại vì bây giờ người ta đã hiểu về cái bệnh này và người ta có thể đối phó lại với nó phần lớn rồi. Hơn nữa thì như các bạn cũng đã biết tin tức trong thời gian vừa qua thì nước Mỹ đã tiến hành chích vaccine cho rất là nhiều người rồi ha. Thì các bạn cứ thử tưởng tượng xem bây giờ thì người ta đã biết cách phòng tránh ha, người ta đã biết cách phòng tránh dịch bệnh này rồi, người ta lại biết cách, nếu mà người ta bị bệnh, người ta biết cách là mình sẽ đối phó với cái dịch bệnh này, với cái cơn bệnh của coronavirus này như thế nào, cộng theo đó là người ta có vaccine nữa, thì mình nghĩ rằng cái dịch bệnh này ở bên Mỹ người ta sẽ khống chế sớm được thôi các bạn, không có vấn đề gì hết. Và theo dự đoán thì cho đến khoảng tháng 6 năm 2021 năm nay thì tất cả những người dân Mỹ sẽ được chích vaccine ha. Đó là dự đoán của người ta thôi. Còn trước mắt thì chúng ta vẫn đang tiếp tục đợi. Thì những người nào mà hồi trước giờ được chích thì đa số là những người có cái công việc tiếp xúc với lại bệnh nhân, như là những người y tá, bác sĩ ha, vân vân, và những người trên 65 tuổi thì được chích vaccine. Rồi sau đó thì tiếp tục những người dưới 65 tuổi mà có những cái bệnh lý tiền sử đó các bạn, tim mạch này kia đó, thì người ta sẽ được tiếp tục chích. Nó cứ đưa ra cái plan A, plan B, plan C vân vân ha, thì nó tiếp tục tiến hành chích vaccine cho người ta. Và mình nghĩ rằng những bạn mà ở Việt Nam á, các bạn khi mà xem thông tin về dịch bệnh coronavirus bên Mỹ thì mình khuyên các bạn một điều là các bạn tìm những cái nguồn tin nào nó chính thống một chút ha. Và các bạn nếu mà chịu khó thì các bạn nên đọc những cái tin tức bằng tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn đọc tin tức bằng tiếng Việt thì các bạn nên tìm những cái tin tức nào nó chính thống một chút. Chứ còn các bạn tìm những cái tin tức tiếng Việt, nhiều khi họ cứ dịch đi dịch lại và họ không có đúng. Họ cắt xén chỗ này, cắt xén chỗ kia, họ dịch không có đúng, họ dịch theo ý của họ. Thì những cái tin tức mà các bạn nắm về tình hình dịch bệnh bên Mỹ, rồi thậm chí kinh tế, chính trị gì vân vân ha, nó không có đúng thì gây cho các bạn rất là nhiều sự hoang mang về đất nước Mỹ. Và kèm theo đó là có những nhiều bạn luôn, họ có diện định cư đi Mỹ luôn đó các bạn, mà họ hoang mang về tình hình ở bên Mỹ này quá, nên nhiều khi họ cũng không muốn bay qua Mỹ nữa. Thậm chí là có người có visa rồi mà cũng không muốn bay qua Mỹ nữa. Mình đã từng nhận được một cái inbox messenger ha, một tin messenger của một bạn nói với mình như vậy đó. Vì quá lo lắng cho cái việc là sang Mỹ bây giờ tình hình dịch bệnh như vậy rồi, kinh tế không ổn định, phải thất nghiệp. Nói chung là nhìn nước Mỹ với một cái sắc thái rất là ảm đạm ha, nên bạn đó không có muốn sang Mỹ. Thì lời khuyên của mình chỉ có nhiêu đó thôi, là các bạn khi mà nghe thông tin, đọc thông tin thì các bạn phải tìm những cái nguồn tin nó chính thống một chút ha, nó trung thực, nó đúng một chút. Chứ còn nếu mà các bạn thông tin nào các bạn cũng nghe thì nó không có đúng như các bạn nghĩ. Ok, rồi một câu hỏi tiếp theo nữa mà theo mình nghĩ thì cũng rất là hay. Đó là có một bạn nói là chị ơi, em đọc tin tức và em thấy là tình hình kinh tế nước Mỹ hiện nay đi xuống rất là nhiều ha, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, rồi nói chung là rất là nhiều công ty lớn khai phá sản vân vân ha. Thì vì sao mà giá nhà cửa ở Mỹ không có giảm đi chút nào mà nghe nói là tăng thêm rất là nhiều nữa? Vậy thì lý giải như điều này như thế nào? Thì mình chỉ lý giải theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Đó là đúng như bạn nói, tình hình kinh tế Mỹ đi xuống ha, thì giá nhà cửa lại tăng cao, là vì người ta ở Mỹ khi người ta mua nhà, người ta sẽ không có trả hết một lần được. Giống như ở Việt Nam của mình thì đa phần là người ta đi mua nhà, người ta mua, người ta chồng tiền luôn một lúc rồi người ta lấy nhà, hoặc là người ta có, bây giờ cũng có trường hợp là vay ngân hàng, nhưng mà ít hơn là số người mà họ có tiền rồi họ mới đi mua nhà. Còn bên Mỹ này thì đa thành phần là người ta phải vay tiền ngân hàng ha, người ta chỉ trả trước một số tiền, gọi là tiền down đó các bạn, để người ta trả trước cái số tiền đó thôi. Rồi chứ còn người ta sẽ vay ngân hàng và người ta trả góp trong khoảng thời gian 30 năm ha. Và người ta nếu mà vay
Trả tiền như vậy thì nó có cái lợi cũng có cái hại trong đó, nhưng mà người ta cuộc sống thì người ta đành phải chịu chấp nhận như vậy thôi, vì họ không có đủ một số tiền cùng một lúc để họ đi vay, để họ mua nhà và họ phải vay như vậy. Thì họ lựa những cái thời điểm nào mà lãi suất ngân hàng ở mức thấp thì họ sẽ vay để họ mua nhà. Và theo mình biết thì trong tình hình hiện nay lãi suất ngân hàng ở Mỹ khá là thấp các bạn, có 2 chấm mấy đến 3 chấm mấy% ha, có nơi thì cao hơn một chút, nhưng mà đại khái là cái mặt bằng chung như vậy. Và vừa rồi thì có một người người thân của mình cũng mới vừa vay tiền ngân hàng để mua nhà và vay được ở cái mức lãi suất có 2 chấm mấy% mà các bạn, rất là rẻ ha. Thì so với thời gian trước á, thì lãi suất hiện nay là rất là tuyệt vời rồi, do đó người ta mới đổ xô đi mua nhà. Chính vì người ta đổ xô đi mua nhà như vậy nên giá nhà nó tăng lên, tăng rất là nhiều, tăng ở một cái mức độ mà mình không thể nghĩ đến mức độ đó như vậy luôn. Thì mình lấy ví dụ ở cái nơi mình sống đi, ở nơi mình sống ha, là tiểu bang Texas ở Dallas ha, thì cái nhà hồi trước người mới cách đây không bao lâu, khoảng 1 năm trước, một căn nhà 270.000, chưa tới 1 năm đâu các bạn, khoảng 8 tháng gì đó, một căn nhà 270.000 mà đến bây giờ thì vụt một phát nó tăng lên 370.000, là tăng 100.000 luôn các bạn, tăng gần như là ở một cái mức mà người ta không tưởng luôn. Và kèm theo cái sự tăng giá đó thì nhà cứ vừa mới post lên trên trên cái trang website của bên realtor ha, là tất cả là bán được hết. Nếu mà bạn muốn mua nhà trong thời điểm này là bạn phải đi xem rất là nhanh chóng và quyết định rất là nhanh chóng thì bạn mới mua nhà được trong thời điểm này. Còn nếu mà bạn chần chừ thì ngay lập tức là sẽ có người người khác mua liền. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là các bạn xem vội vã rồi mua vội vã và sau đó thì thấy cái quyết định của mình sai lầm, nó cũng không phải như vậy ha. Nhưng mà nói chung là để trả lời cho câu hỏi của bạn là bây giờ vì sao mà kinh tế đi xuống mà giá nhà thì lại tăng lên như vậy, là vì lãi suất ngân hàng quá rẻ các bạn, và người ta đổ xô người ta đi mua trong thời điểm này ha, mặc dù là tình hình việc làm rồi này kia thất nghiệp hay gì đó nhưng mà những người nào mà còn có việc làm còn có tiền trong thời điểm này là họ tranh thủ họ đi mua nhà lúc này. Họ có thể là đã có nhà rồi nhưng mà họ tiếp tục họ mua nhà nữa để họ cho thuê đó các bạn. Thì cái câu hỏi này một phần là mình muốn thông tin đến các bạn về tình hình nhà cửa ở bên Mỹ thời điểm này luôn, tại vì lần trước thì có một người nhờ mình xem tin tức là nhà ở bên Mỹ chỗ nào rẻ, chỗ nào mắc rồi mua thời điểm nào được hay không. Thì mình thấy những cái câu hỏi đó thì nó không có nằm trong cái phạm vi hiểu biết của mình ha, mình không có làm bên realtor nên mình không có trả lời cho bạn đó biết. Thì hôm nay mình trả lời cho cái bạn này là cái vấn đề kinh tế đi xuống mà nhà cửa tăng lên vì sao, chỉ trả lời như vậy thôi. Ok các bạn, thì ngày đầu năm mới mình chọn lọc ra 3 câu hỏi ha, 1 câu về di trú và 2 câu về cuộc sống Mỹ để làm một video ngắn như vậy gửi đến các bạn, mong muốn là mang lại cho các bạn một chút niềm vui đầu năm. Ok các bạn, mến chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.